Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng view cho anh em xem một cái máy bê tông 2715, và cái này nó đang lớn nhất hãng cái dòng Trung 13. Đầu đầu của nó là đầu S Plus phổ thông và lớn nhất hãng nha anh em. Rồi nó là bốn chức năng, bao gồm có khoan độc độc và khoan. Còn cái chức năng tiếp theo là để cho mình nạy lưỡi, mình lấy lưỡi lên. Rồi thì mình xét cho anh em cái thân máy này. Nó là 27150, 1350 vòng trên phút và nó 5000 BMP. Lực nghiệp của nó khoan là SDS 28 28 nha anh em, 28 SDS Plus. Đấy. Thì mình sẽ gửi đến anh em đây toàn toàn cảnh ha. Nó là động cơ không chỗ than, bốn chức năng và máy rất là đẹp mới ha. Rồi mình xếp cho anh em là cái thân máy là 8 triệu rưỡi và máy pin sạc nó là 12 triệu 200. Thì cái mình xếp là pin 8A. 8A thì pin output thì công lực nó rất là mạnh ha, dòng sạc cao và nó mới 100%. Anh em mua lẻ thì giá 2 triệu 6, nó có nguyên cái hộp. À, và đi kèm với nó là một cái sạc, sạc này là sạc phát nhanh đỡ cho xài 8A. Ok, và tổng thể nó là 12 triệu 200. Rồi em Tùng gửi đến anh em xem đây. Cái sạc này mình lên 220 cho anh em thoải mái ha. Rồi, Tùng sẽ nó là anh em xem tổng thể lại xíu ha, máy pin sạc. Và nó là brushless, động cơ full air brushless. Rồi nó có chống rung ở đây, chống rung ở đây, chống rung ha, chống rung trên thân sườn và ở dưới luôn. Rồi hàng Mỹ về nó có chứng nhận UL, mình gửi đến anh em luôn. Và máy được sản xuất tại China, chính hãng nha anh em, hàng giả thì không bao giờ có đâu. Và giá của em này là 12 triệu 2. Ok, có chuyển qua đảo chiều. Đây là đục, chức năng đục. Rồi chuyển qua này, đây là nảy lưỡi. Anh em đục xong rồi nó cứng cái lưỡi thì mình chuyển qua này xíu ha. Chuyển qua này. Rồi nó tự nảy lấy lên. Rồi đây là khoan. Nó có đèn ở đây. Đây. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm đến 2715, thân máy giá của nó là 8 triệu rưỡi cái body. Và nếu mà anh em cần máy pin sạc thì giá của nó là 12 triệu 200. Cảm ơn anh em.